Quý khách hàng hôm nay thì sẵn em test cái bơm 200 gửi về cho anh Tiến ở Hải Dương, thì sẵn em quay video test cho quý khách hàng xem luôn. Đây là cái độ áp nha. Độ áp này là từ mặt nước lên tới cái nền là cái này là 1,3 m. Rồi em cộng từ cái nền đi. Em cộng từ cái nền lên tới cái lưng trên của ống. 1,3 m, 1,6 m là độ áp, là độ áp hiện giờ là 1,9 m, tính theo chiều thẳng đứng từ mặt nước lên tới đầu trên của cái miệng ống xả ra nha anh em. Cái này thì đang chạy cái con motor là 10 HP, ống là dài 5,5 m, đường kính ống là 200. Đo cái đường kính ống Nhật, đường kính ống lọt lòng đó. Đúng rồi, đó đây là lọt lòng là 200 nè nha. Rồi test đi, mở máy lên. Đây là lượng nước ra của cái ống 200 dài 5,5 m nha anh em. Chạy con motor là 10 HP, 3 pha. Đây là lượng nước ra. Nhật lại đo nước luôn á Nhật. Đo nước phúng ra luôn đi em. Đi qua đây, qua đây, qua đây nha. Nhiêu ạ? Hả? 1,8 m. 1,8 m là từ miệng ống phúng ra nha anh em. Rồi bơm này một điều là chạy không cung không lắc. Thì bơm 168 hay là 250, 200 đều giống thịt như vậy nha anh em. Chỉ cung kích thước đường ống ra mà lớn hơn thêm thôi. Đây là những cái món hàng của em rất là tỉ mỉ. Tỉ mỉ từng chi tiết luôn, từng cái món hàng luôn. Rồi xin chào quý khách hàng nha, ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0901052969. Em sẽ tư vấn cụ thể phù hợp với cái địa hình và từng cái loại bom nha em. Ở đây thì 1 pha, 3 pha em đều có. Motor 1 pha, 3 pha thì sử dụng được.